Em xin đại diện của nhóm làm cộng hưởng từ tim của Bệnh viện Nhi đồng 1 để mà trình bày cái phần chỉ định và ứng dụng cộng hưởng từ trong một số bệnh lý tim mạch và tim bẩm sinh cho trẻ em. Thì hiện tại là có hai bác sĩ của khoa tim mạch đã làm cộng hưởng từ tim là em và bác sĩ Mỹ Linh và làm chung với bác sĩ Lương ạ. Em quay lại nhắc lại về cái chỉ định cộng hưởng từ tim thì hiện tại cái chỉ định gồm rất là nhiều. Tuy nhiên mỗi nhóm bệnh sẽ có một cái phân độ khuyến cáo khác nhau. Em sẽ trình bày kỹ từng bệnh sau. Thì nhóm tim bẩm sinh không tím, tim bẩm sinh tím phức tạp như là bệnh tứ chứng pha lô, không van động mạch phổi, thân chung động mạch, hay là nhóm bệnh mạch vành Kawasaki hay là Ankaba sau phẫu thuật. Thì quay lại Kawasaki hay là Ankaba thì nếu mà chẩn đoán trước khi phẫu thuật á, thì chứng cứ không có cao và rất là khó khăn để chúng ta xác định mạch vành. Tuy nhiên là khi mà có tổn thương thiếu máu và nghi ngờ thiếu máu vùng nào thì cái chỉ định của cộng hưởng từ tim là có ưu thế hơn. Và nhóm bệnh cuối cùng là cộng hưởng từ tim rất có ưu thế trong chẩn đoán và đưa ra chẩn đoán xác định là bệnh cơ tim. Thì trong đó nhóm là bệnh cơ tim phì đại, bệnh cơ tim hạn chế, bệnh cơ tim giãn nở. Và hiện tại là sau khi mà chụp rất là nhiều ca trong vòng 3 năm qua thì em phát hiện ra một cái nhóm mới là bệnh cơ tim hỗn hợp. Và rất là nhiều ca nó không có rõ ràng nó là bệnh cơ tim phì đại hay là hạn chế hay là bệnh cơ tim sốt, mà nó có phối hợp giữa ba cái nhóm bệnh này. Và hiện tại thì nhóm của khoa đang có một cái nghiên cứu em với bác sĩ An với các bác sĩ là đang làm để mà từ xác định cái nhóm bệnh cơ tim, xác định gen và phân tích cái rối loạn nhịp trên cái nhóm bệnh này. Về phân tầng đánh giá tim thì cộng hưởng từ tim cũng giống như siêu âm là chúng ta phải đánh giá từng bước một để mà hiểu rõ cái giải phẫu cũng như là để hiểu cái tim. Thì thứ nhất là đánh giá về size tớ tim, kế tới là đánh giá cái thế của tim, đánh giá phân tích tầng nhĩ, tầng thất, tầng đại động mạch và đánh giá cái kết nối tĩnh mạch tới nhĩ, nhĩ đến thất, hình thái thâm thất và tầng thất qua đại động mạch và xác định các bất thường kết hợp. Thì trước khi mà chụp cộng hưởng từ tim á, thì chúng ta thường phải khảo sát một cái siêu âm tim trước đó để mà hiểu rõ các thế tim, tại vì nhìn khi mà bác sĩ Lương trình bày chúng ta các cái chuỗi xung và các cái hình rất đẹp nhưng mà thực tế rất là khó để cắt được những cái hình như vậy và chúng ta không có hiểu cái giải phẫu tim. Thì giải phẫu vì sao mà tim bẩm sinh của trẻ em nó rất là khó thực hiện khác người lớn. Người lớn là hầu như cái tim mà tim bình thường thì vô chúng ta cắt là ra thôi, và thực hiện một cái ca người lớn thì tầm khoảng 30 đến 45 phút là đối với chụp thì muộn luôn là xong. Tuy nhiên những cái trường hợp mà tim bẩm sinh mà trẻ em đó là tim không có một bé nào giống bé nào, cho đó chúng ta phải hiểu rõ cái cấu trúc trước khi mà vô thì chúng ta mới đặt được cái chuỗi xung đúng. Thì lúc đó mà chúng ta đặt cái chuỗi xung không có đúng thì hầu như không có thể khảo sát được. Ví dụ động mạch phổi là phải cắt ngang qua động mạch phổi, cắt dọc động mạch phổi thì chúng ta mới thấy được, chứ còn không cắt mà không vuông góc thì cũng không có đánh giá được flow hay là vận tốc gì cả. Thì ở trên siêu âm để đánh giá thì giống ví dụ như là một cái trường hợp trước khi mà chúng ta muốn đánh giá cái vạn ưu thế là chúng ta đánh giá được lưu lượng dòng, đánh giá được vận tốc qua các van. Tuy nhiên trước khi siêu âm là một cái thông số gợi ý để chúng tôi đặt cái chuỗi xung. Ví dụ trên siêu âm chúng ta thấy là vận tốc qua cái van động mạch phổi là 3 mét trên giây, thì khi mà chúng tôi đặt chuỗi xung thì phải cài cái vận tốc dòng là 300 thì với nó mới tương thích, là chúng ta mới tính được cái vận tốc chính xác. Thế này nếu mà không có một cái hình ảnh siêu âm tim gợi ý trước đó là không có thực hiện, thì hầu như là không có thực hiện được. Và siêu âm tim đánh giá các sinh trong tim và ngoài tim thì thật là khó, tại hiện tại á, thì mình chưa có cái chuỗi xung 4D flow giống như là bác sĩ Lương trình bày hồi nãy, và chuỗi xung mà 3D whole heart. Thì nếu mà chúng ta cắt mà không ra là không có phân tích lại được. Những cái chuỗi xung mà 3D whole heart là mua cái chuỗi xung đó không là khoảng 50.000 đô á, thì khi mà chụp qua rồi thì sau đó mình có thể phân tích lại như CT scan. Còn đối với cái hiện tại chúng ta chưa có thì chúng ta phải biết được cái sinh nó ở vị trí nào và chúng ta đặt ví dụ BT sinh ở vị trí nào, không là hoặc là gland sinh như thế nào thì đặt cho đúng. Gland sinh nó gland sinh bên phải hay gland sinh bên trái, bilateral gland sinh, nhưng mình không hiểu là mình sẽ không có cắt được. Thì em xin trình bày về thể bệnh đầu tiên là tứ chứng pha lô và tứ chứng pha lô đã phẫu thuật. Thì tứ chứng pha lô là bệnh thì chúng ta đã biết là có hẹp van động mạch phổi, thông liên thất, thất phải dày giãn, và phương pháp phẫu thuật thì tùy trường hợp có hay không có là chúng ta sẽ làm tranannulopathy đóng thông liên thất. Và đối với tứ chứng pha lô á, mà sau phẫu thuật thì khi mà chụp cộng hưởng từ tim thì chúng ta thực đánh giá kỹ các cái vấn đề sau. Thứ nhất là về hở van động mạch phổi, sẹo trên đường thoát thất phải, các vấn đề của cái mảnh vá thông liên thất và có sưng tùng lưu hay không. Thì sưng tùng lưu này người ta đánh giá là có hẹp phổi hay là hẹp hay tắc nghẽn cái buồng thoát của thất phải. Về cái sang thương kế tiếp là chúng ta có phì đại cái buồng thoát thất phải sau khi mà chúng ta làm tranannulopathy hoặc là cái xẻ cái thất phải á,
thì chúng ta đang cần đánh giá kỹ. Và kế đến là có cái sinh chủ phổi và tuần hoàn bằng hệ phối hợp hay không. Thì đây là cái một cái hình em xin phép lấy từ slide của cô Phúc. Đây là một cái guideline mới về cộng hưởng từ tim trên tim bẩm sinh. Được guideline này được phát hành mới là tháng 6 năm 2022. Và trong hướng dẫn này thì người Hiệp hội Cộng hưởng từ Thế giới người ta đưa ra rất là rõ từng mỗi bệnh và chỉ định là thuộc phân loại là khuyến cáo A, 1, 2, 3 hay là cái mức độ chứng cứ. Thì đối với tứ chứng Fallot á, thì trước phẫu thuật á, chúng ta thấy á, là xác định được giải phẫu và sau khi phẫu thuật thì đánh giá các thất phải trên 2-3 năm nếu như mà thất phải không có giãn và mỗi năm nếu thất phải giãn và sau phẫu thuật á, chúng ta thực hiện cộng hưởng từ khi mà có phình hay hẹp buồng thoát thất phải, rối loạn nhịp nhanh thất hoặc là rối loạn nhịp thất kéo dài, hở van động mạch chủ, hở van động mạch phổi. Và nếu mà có sơ sẹo cơ tim là một cái yếu tố tiên lượng thì nhìn trong này chúng ta thấy là mức độ chứng cứ và mức độ khuyến cáo là cao, toàn là A hoặc là loại 2. Thì em xin ví dụ một cái trường hợp tứ chứng Fallot. Đây là một bệnh nhân nam 19 tháng, cân nặng 10kg và SpO2 là 68%. Thì chúng ta biết là nếu mà tứ chứng Fallot mà 10kg trở lên thì chuyện mà đưa bệnh nhân đi phẫu thuật á, là điều đương nhiên, vì với cái cân nặng mà 10kg thì chúng ta phẫu thuật rất là dễ dàng. Tuy nhiên là vì sao mà ở khoa tim mạch lại đặt ra vấn đề chụp cộng hưởng từ tim ở bệnh nhân này? Thì chúng ta nhìn trên siêu âm thấy là thất trên hẹp dưới van và tại van động mạch phổi rất là nặng và thất trái nhỏ và thất phải giãn gần như là gấp đôi so với là thất trái. Do đó bệnh nhân được đưa đi chụp cộng hưởng từ tim. Thì trên hình chụp cộng hưởng từ tim cho thấy ở các bốn buồng á là thất phải giãn lớn và tính tại thể tích á là thể tích của cái thất trái là 46mm trên 1m2 da, còn thất phải là gần như gấp 4 lần và cái chức năng thất phải là 23,6%. Thì đối với những các trường hợp mà tứ chứng Fallot mà thất phải nhỏ và thể chức năng thất phải như thế này thì khả năng cao là rất là nặng nề khi mà hồi sức. Do đó thì khoa tim mạch là sau khi phân tích cộng hưởng từ tim và chúng ta thấy đây là một cái thông linh thất có sinh phải trái và hình ảnh của thất phải hai cái động mạch phổi thì khá là tốt. Tuy nhiên chúng ta thấy ở cái vị trí mà buồng thoát thất phải ở đây nó rất là mờ. Tuy nhiên đây là vị trí của van động mạch phổi ở đây và đây là buồng thoát thất phải hẹp rất là nặng, buồng thoát thất phải. Và đây là một cái hình hẹp buồng thoát thất phải ở đây. Thì bệnh nhân này đã được thực hiện là đặt stent buồng thoát thất phải để mà giải áp bớt cho cái thất phải, bớt cái sự hẹp của cái buồng thoát để mà dễ dàng hơn cho cái phẫu thuật sau này để sửa chữa triệt để. Thì khi mà đưa chụp cái view mà thất phải và động mạch phổi chúng ta thấy hai cái nhánh khá tốt, van khá tốt. Tuy nhiên ở buồng thoát thất phải á, đây nó nhỏ như một cái cọng chỉ và khi luồn quay qua thì rất là khó khăn để mới luồn lên được. Là bệnh nhân đã được nong và đặt stent buồng thoát thất phải và sau đó thì chúng tôi thực hiện chụp lại thì thấy flow lên khá là tốt và sau đó vài tuần thì bệnh nhân được thực hiện là chuyển, đã được phẫu thuật và kết quả là tốt. Em xin ví dụ trường hợp kế tiếp là tứ chứng Fallot trong phẫu thuật thì đây thuộc một cái đề án của khoa tim mạch dự kiến là làm trong năm tới là thực hiện là thay van động mạch phổi qua da. Thì trong cái chỉ định của thay van động mạch phổi qua da thì hầu hết các chỉ định đều nằm trong cộng hưởng từ tim. Chúng ta thấy là thể đánh giá chức năng thất phải là khoảng là dưới 35-40, hở phổi trên 40%. Thể tích thất phải cuối tâm trường là từ 140-160ml trên 1m2 da là tùy từng guideline. Và thể tích thất phải là lớn hơn 80. Và đây là cái hình mà bệnh nhân là được chụp để đánh giá chức năng thất phải cho thấy là thất phải giãn rất là lớn. Và đây là đo cái đường kính của buồng thoát thất phải. Thì hiện tại có rất là nhiều hướng dẫn để mà đánh giá cái hình thái học của buồng thoát thất phải và đây là cái bài báo cáo của tác giả Warakan ở Thái Lan mới vừa rồi trong cái hội nghị của bên nhóm can thiệp. Thì ngoài các chỉ định thì giống như em đã trình bày lúc nãy, tuy nhiên là đây chúng ta thấy là hình thái là nó chia ra nhiều hình thái, hình tháp, hình nón, hình đồng hồ cát, hình rất là nhiều eo hay là hình trụ. Thì đặc điểm hình thái này rất là quan trọng khi chúng ta là chọn cái van. Thì mỗi loại van hiện tại nhà sản xuất người ta sản xuất ra nó sẽ phù hợp với từng cái đặc điểm hình thái. Và đây cũng là cái đề tài của đăng ký năm tới của khoa tim mạch thì sẽ đánh giá để thực hiện là đánh giá chức năng thất phải của tất cả các trường hợp mà tứ chứng Fallot đã phẫu thuật được chụp ở Bệnh viện Nhi Đồng 1. Em xin ví dụ một bệnh nhân nam 20 tuổi,
65kg đã được phẫu thuật năm 2002 và được đặt stent động mạch phổi trái năm 2018. Thì trên X-quang ta thấy là bóng tim to và trên điện tâm đồ ta thấy là QRS giãn lớn hơn 140 mili giây và cụ thể bệnh nhân này là 180 mili giây. Thì trên hình siêu âm chúng ta thấy là động mạch phổi giãn dạng free flow, là hầu như là chúng ta không có thấy van và hở phổi rất là nhiều trên siêu âm. Trên mặt cắt bốn buồng thấy là thất phải giãn, và trên cái hình siêu âm này thì đánh giá là cái hai động mạch phổi. Bệnh nhân được thực hiện chụp cộng hưởng từ tim thì thấy bệnh nhân có chỉ định để được thay van động mạch phổi qua da là ERS 34 là dưới 40%, hở phổi 42% và thể tích cuối tâm trung thất phải là 181. Chúng ta nhớ lại là chỉ định để đặt là trừ 140ml trên 1 mét vuông da trở lên và bệnh nhân này là 181. Bệnh nhân được chụp mạch vành trước khi mà lựa chọn van. Thì cái chụp mạch máu rất là quan trọng để đo chính xác cái van mà chúng ta cần tìm. Thì hiện tại có nhiều loại van, chúng ta nhớ là một con số là 34 thôi. Nếu mà cái thân động mạch phổi này nó nhỏ hơn từ 34 trở xuống, tối đa là 38 thì chúng ta có cái van để sử dụng. Và khi mà chúng trước khi mà đặt cái van thì cái van hiện tại rất là đắt tiền, là khoảng là 25.000 đô, là 600 triệu nhân trước. Khi mà chúng ta quyết định mà xé cái van đặt cho người bệnh nhân, chúng ta lựa chọn rất là kỹ và chụp song song vừa động mạch chủ vừa động mạch phổi có bơm bóng, thì khi chúng ta giả định chúng ta đặt cái van vào đây nó có chèn ép động mạch vành hay không để mà quyết định là chọn van và đặt vào bệnh nhân có chỉ định. Thì bệnh nhân này đã được đặt cái van số 34. Cái này thay ở bệnh viện Tâm Đức là trong cái hội nghị của hội tim mạch nhi và tim bẩm sinh, mình chọn bệnh nhân xong rồi thì tại ca này là người lớn cho nên là hội quyết định thực hiện ở bệnh viện mổ bên bệnh viện Tâm Đức. Thì cái hình siêu âm thực quản sau khi mà thay van động mạch phổi qua da thì chúng ta thấy là hầu như không có hở. Em ví dụ một trường hợp khác tại bệnh viện mình, thì bệnh nhân này đã được là phẫu thuật để mà đóng thông liên thất, bệnh nhân không van động mạch phổi và được đặt hình đeo. Thì khi mà trên siêu âm chúng ta hoàn toàn chúng ta không có siêu âm và CT, chúng ta không có thấy động mạch phổi trái. Vấn đề đặt ra là nếu mà đã không thấy rồi thì vì sao mình làm nhiều phương pháp, mình chụp DSE, mình chụp cộng hưởng từ tim. Thì khoa lúc đó khoa đang nghĩ là nếu mà chúng ta có thể là có cái tuần hoàn bàng hệ ở đâu, hoặc cái nhánh trái nó có nuôi phổi, cấp máu cho phổi mà chúng ta không có xác định được. Thì khi mà chụp cộng hưởng từ tim thì chúng tôi xác định là tỷ lệ mà tướng hấu bên phải là 90% và trái 10%, và không có thấy hở phổi là cái van thì khá là tốt. Tuy nhiên là hoàn toàn là không có thấy cái nhánh trái ở đâu hết. Thì cái này là chấp nhận là không có cái phổi bên trái. Và đây là một trường hợp khác. Thì trường hợp này đã được phẫu thuật ở bệnh viện bạn và gửi qua bệnh viện Nhi Đồng 1 để chụp cộng hưởng từ tim. Thì bệnh nhân nam 24 tháng 10kg, FPO2 98%, và bệnh nhân được phẫu thuật lúc 5 tháng sửa chữa trực đẻ và đặt cái monocus ở van động mạch phổi. Thì trên phân tích trên điện tâm đồ chúng ta ghi nhận là ngoại tâm thu thất xuất hiện rất là dày và chiếm tới 30%. Ngoại tâm thu thất nhịp đôi, nhịp ba và siêu âm tim thấy giãn thất phải, hở van động mạch phổi nặng dạng free flow. Vậy thì điều đặt ra chúng ta ở đây là gì? Một cái trường hợp mà mới có 24 tháng thôi, nếu mà chúng ta quyết định mổ lại để thay van động mạch phổi thì là cuộc mổ nó có sớm quá hay không? Nếu mà chúng ta thực hiện mổ lại với bệnh nhân mới 24 tháng thì sau này bệnh nhân cần ít nhất là 2 cuộc mổ nữa để thay van. Tại vì đó là bệnh nhân lớn thì 5 năm sau, 7 năm sau chúng ta thay một lần nữa. Và sau đó chúng ta thay một lần nữa. Thì khoa để thực hiện là khoa sẽ thực hiện là chụp cộng hưởng từ tim để đánh giá. Vậy thì cái rối loạn nhịp thất này là rối loạn nhịp thất tại bản thân nội tại của cái sơ sẹo của thất, hay là rối loạn nhịp thất này do thất phải giãn rất là nhiều và sau hậu quả của chuyện giãn là gây rối loạn nhịp thất. Thì sau khi chụp cộng hưởng từ tim thì xác định là thất phải giãn, tuy nhiên là 110ml trên 1 mét vuông da là không giãn nhiều và van động mạch phổi vẫn là dạng monocus và hở rất là nặng, là tương ứng với siêu âm. Trên hình 4 buồng chúng ta thấy là tim co bóp khá là tốt, thể tích hai thất khá là tương đương, thất phải giãn hơn thất trái. Và trên hình buồng thoát thất phải van động mạch phổi thì chúng ta thấy là có hở van động mạch phổi dạng free flow. Và đây là so với cái lý luận chúng này chúng ta đặt ra, thì trên thì muộn chúng ta thấy là cái vùng buồng thoát thất phải ở thì muộn nó tăng tín hiệu và sơ sẹo. Vậy là lý luận quay lại bệnh nhân này là do cái sơ sẹo của cái lần phẫu thuật trước đó, hay là một nguyên nhân không biết, thì nó làm cho tăng cái
lần đầu xuất hiện của ngoại tâm thu thất được này. Và đây không phải là gián tiếp sau khi giãn thất, phải là bệnh nhân này mình có thể dùng thuốc và theo dõi thêm để mà quyết định phẫu thuật, và chúng ta có thể trì hoãn phẫu thuật một thời gian chứ không có quyết định là thay van động mạch phổi ngay thời điểm này. Và một trường hợp khác là bệnh nhân không lỗ van động mạch phổi và thâm liên thất đã phẫu thuật, có hẹp cái ống nối thất phải động mạch phổi, thì trên siêu âm thấy là thất phải giãn nhiều, hở van ba lá, và nhìn thì chúng ta không có thấy được cái động mạch phổi rõ. Và trên siêu âm tim thì hẹp nặng, cái condyle là 4 mét trên giây, chức năng thất phải giảm. Trên cộng hưởng từ tim thì chúng tôi ghi thấy là thất phải là 120ml, và tính theo mà mấy vuông da là 149 là giảm rất là nhiều, và chức năng thất phải giảm. Và tỷ lệ tưới máu phổi là bên phải nhiều hơn bên trái. Thì trên hình dựng mạch máu ghi nhận ở đây là hẹp động mạch phổi trái. Và trên cái hình sim này chúng ta thấy cũng hẹp động mạch phổi trái. Ở đây là cái buồng thoát thất phải và chỗ ống nối này, chúng ta thấy là cái ống nối này nó đã hẹp rồi. Và trước cái chỗ hẹp là buồng thoát thất phải giãn rất là nhiều. Và cái áp lực ở trong thất phải lớn, nên thấy là cái vách liên thất nó di động, hầu như là nó vận động nghịch thường và nó bị ép qua bên thất trái. Thì trường hợp, đối với những cái trường hợp này thì chúng tôi sẽ thực hiện nong van động, nong cái condyle trước và nong động mạch phổi trái trước để mà khi mà quyết định phẫu thuật. Và đây một trường hợp cũng tương tự ạ. Dạ, thì trường hợp này thì bệnh nhân là cũng hẹp nặng cái ống ghép, và đây là một bệnh nhân thân chung động mạch. Chứ không, hồi nãy là chúng ta là không lỗ van động mạch phổi và thông liên thất, thì đây là trường hợp thân chung động mạch. Và biểu hiện lâm sàng cũng tương tự, hẹp ống nối động mạch thất phải động mạch phổi, thất phải giãn rất là nhiều, chức năng thất phải giảm. Và FPO2 chúng ta thấy là khi nhập viện đợt này á, là 65% là thất phải giảm, và hầu như là máu nó đi qua từ phải qua trái. Bệnh nhân này là đã được phẫu thuật triệt để rồi, nhưng mà lần trước đó chúng ta để BFO do đó đợt này, và ngoài ra bệnh nhân còn có thêm một cái lốc nhĩ thất độ 3. Thì bệnh nhân này đã được thực hiện là nong cái conduce, và chúng ta thấy là trên cái hình thông tim thì cái giãn rất là lớn, và sau khi nong conduce và nong động mạch phổi trái thì cái flow sau đó chúng ta thấy nó cải thiện nhiều. Dạ. Sau đó thì bệnh nhân một thời gian sẽ được sắp mổ theo chương trình. Và đây là một cái trường hợp khác thì cũng tương tự, em xin nói ngắn, trường hợp này cũng là hẹp ống nối. Dạ, về đối với bệnh nhân chuyển vị đại động mạch, thì chuyển vị đại động mạch trước khi phẫu thuật thì siêu âm tim thì có giá trị là ưu thế nhiều. Tuy nhiên sau phẫu thuật thì có những cái đặc điểm mà chúng ta cần xác định là có hở van động mạch chủ hay không. Về định, chúng ta đánh giá về thể tích, chức năng hai thất, xác định hình ảnh động mạch vành, xác định hai cái nhánh động mạch phổi, đánh giá mức độ giãn của gốc động mạch chủ và hở van động mạch chủ, đánh giá tưới máu và tắc nghẽn các động mạch vành, và đánh giá sơ sẹo cơ tim. Thì em xin ví dụ trường hợp mà chuyển vị đại động mạch. Đây là cái hình ảnh mà chuyển vị động mạch sau phẫu thuật. Thì chúng ta thấy là hở cái gốc động mạch chủ nhiều và hở van động mạch chủ nhiều. Trên cái hình này chúng ta thấy là rất là hở rất là nhiều và cái gốc giãn rất là to. Nhờ trên cái hình mà cắt ngang ấy, chúng ta hai nhánh khá là tốt. Một trường hợp khác thì em xin nói về nhanh qua là bệnh nhân chuyển vị đại động mạch đã phẫu thuật, thì chúng ta nhìn thấy là thất không có thấy được rõ, trên cái hình này chúng ta không có thấy rõ cái động mạch phổi, và đây là động mạch phổi ở đây và động mạch chủ ở đây, thì hầu như không thấy rõ hai nhánh động mạch phổi. Và bệnh nhân được chụp cộng hưởng từ tim, thì sau khi chụp cộng hưởng từ tim thì đánh giá mạch máu, chúng ta thấy là hai cái nhánh động mạch phổi đoạn gần á thì hẹp nặng, và đây là một cái biến chứng nó thường gặp của cái chuyển vị đại động mạch phẫu thuật. Và trên cái hình này thấy là khi mà hẹp phổi nhiều thì trên hình bốn buồng gián tiếp chúng ta thấy là thất phải dày, hở van động mạch chủ. Yeah. Chuyển vị đại động mạch đã sửa chữa thì chúng ta ghi nhận thấy là có giá trị, chúng ta thấy là sau khi phẫu thuật chuyển nhĩ, đây là hình ảnh cộng hưởng từ tim, và chúng ta có thể dễ dàng thấy là cái vách nó có bị lít hay không. Dạ, vai trò tiếp theo là trên tim một thất, thì trong tim một thất thì cộng hưởng từ tim cũng có giá trị rất là cao, và đây là trường hợp mà chúng tôi thực hiện chụp với trên bệnh nhân sau khi phẫu thuật Glenson, mình có thấy là cái tĩnh mạch chủ trơ nối với động mạch phổi phải ở đây. Thì trong cái lai hướng dẫn thì cũng ghi nhận là phân độ và khuyến cáo rất là cao.
Và đây là một cái nhóm bệnh rất là quan trọng trong cái bệnh cơ tim. Thì một cái bệnh thường gặp hiện nay đó là khoa tim mạch bắt đầu là thực sau khi mà chụp cộng hưởng từ tim là chẩn đoán rất là sớm. Hồi xưa là bệnh nhân tới rồi đột tử, mình siêu âm mình thấy tim nó phải, nó giãn, và bệnh nhân nhiều khi là tử vong trước nhập viện và không rõ nguyên nhân. Thì đây là một trường hợp là bệnh nhân nam 15 tuổi, bệnh nhân nhập viện vì ngưng tim ngoại viện, đã được làm hồi sức tim phổi, và sau khi hồi sức tim phổi là may mắn là bệnh nhân đi á, chơi á, trong đó có một bác sĩ và là người ta làm hồi sức tim phổi khá là tốt. Và sau khi hồi sức tim phổi xong thì bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn và được chuyển tới nhi đồng 1. Thì trên chụp cộng hưởng từ tim chúng ta thấy thất thải giãn trên 110ml trên mét vuông da, thất thải giãn lớn 40ml, và được cái chức năng thất thải có 31,7% thôi là giảm nhiều. Và bệnh nhân này được làm xét nghiệm sen thì có sen TIM 43 dương tính. Dạ, thì trên hình ảnh đó, chúng ta thấy là bệnh nhân này có những hình ảnh rất là điển hình của là bệnh cơ tim thất phải do rối loạn nhịp, là thất phải giãn và rối loạn vận động vùng, giảm co bóp vùng, tỷ lệ thể tích và tỷ lệ bùng thoát thất phải cũng như chức năng là đúng theo mục tiêu cái chẩn đoán. Và trên này thì chúng ta thấy là cái hình ảnh mà thì muộn á, thì là cái thất phải ở đây nó vừa mỏng và vừa tăng sáng ở thì muộn. Cái phần chỉ định đặt máy tạo nhịp thì ICD thì để có gì bác sĩ An dạ. Trường hợp là bệnh cơ tim phi đại. Và đối với bệnh cơ tim phi đại và điều quan tâm á, thì ở đây chúng ta thấy là trên thì muộn á, cái hình sơ sợi xuất hiện, và đây là một cái dấu hiệu mà gọi là tiên lượng, có thể bệnh nhân có thể tử vong hay đột tử. Và trên cộng em để chỉnh cái gen này nó hơi, đây chúng ta thấy là cái hình sáng ở trong cái khối cơ tim dày. Mình nhìn cái hình bên này chúng ta thấy cái khối cơ tim này, thì bên này ở chính giữa nó tăng sáng thì muộn, đây là cái hình sơ sẹo cơ tim. Và đây là một cái dấu hiệu mà gọi là dấu hiệu mà bệnh nhân này có nguy cơ là đột tử. Dạ, đây là những cái nguy cơ đột tử nó nhanh, thì trong đó là bệnh nhân có tăng tín hiệu thì muộn trên cộng hưởng từ tim. Về bệnh Epstein là cũng là bất thường van ba lá và van ba lá đóng thấp. Thì trên hình chụp cộng hưởng từ tim bệnh nhân này chúng ta thấy là van ba lá đóng thấp và so với van hai lá và hở van ba lá nhiều. Và hiện tại là trên ở các nước Âu Mỹ thì người ta có phòng hybrid giữa cộng hưởng từ tim với lại phòng led. Thì hồi nãy chúng ta biết là cái nhược điểm của bên cộng hưởng từ tim là chúng ta không có đo được cái áp lực, còn ưu điểm của thông tim là đo được áp lực. Nên là trên cộng hưởng từ tim chúng ta tính được QP trên QS, nhưng mà tuy nhiên nó không phải là nó giá trị nó không vẫn không cao bằng thông tim. Thì khi mà phối hợp giữa hai phương pháp này thì chúng ta tính được cái giá trị rất là tốt. Và em nói sơ qua cái hiện tại về cộng hưởng từ tim tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 thì triển khai từ tháng 9 năm 2019, tuổi nhỏ nhất thực hiện là 1 tháng, cân nặng nhỏ nhất là 3,4 kg. Thì nhờ sự hỗ trợ của ekip gây mê, do đó thì hầu như là hiện tại là cân nặng bao nhiêu thì nhóm chúng em vẫn là thực hiện chụp được, và bệnh nhân có thể đang xuống chụp khoảng là trên 1 tiếng và được hỗ trợ của bác sĩ gây mê. Thì trong cái nhóm cái chỉ định đó, chúng ta thấy là đối với nhóm tứ chứng pha lô đã phẫu thuật đó, thì có từ 50 ca, và nhóm tim bẩm sinh phức tạp khác là trên 20 ca, và nhóm bệnh cơ tim như rối loạn nhịp tim là chiếm tỷ lệ cao. Và đây là một cái định hướng để mà chúng ta làm những cái nghiên cứu tiếp theo tại Bệnh viện Nhi Đồng 1. Và số lượng chụp năm nay thì cao hơn cái năm trước, thì hai năm gần đây do dịch cho nên chúng tôi chưa có thực hiện được nhiều. Và tóm lại là cộng hưởng từ tim bổ sung cho các phương pháp chẩn đoán hình ảnh khác, cung cấp các hình ảnh tốt trong các mặt phẳng, cung cấp thông tin huyết động và dòng chảy, và đúc lập kế hoạch can thiệp điều trị và theo dõi sau điều trị. Tuy nhiên là hiểu được cái điểm mạnh và hạn chế để ứng dụng lâm sàng để đạt hiệu quả cao nhất.